Ok, hello xin chào anh em, chào mừng quay trở lại video tiếp theo của tôi. Lại tôi đây em ơi, hôm nay cùng tôi ở trong tựa game 38US. Một tựa game mà anh em đang săn đón khá là nhiều trong thời gian gần đây. Thì về tựa game 38US thì mình thấy là khá ok anh em nhé. Anh em vào đây tham gia kiếm lũ cực kỳ ok này. Vì thì loại đối chiến này, vẫn rất nhiều thì thể game bài thì cứ được vào đây tham gia kiếm lũ ấy. Điện tử thì không để thiếu, hai bên chỉ 15 giây, sóc đĩa bầu cua ba con đát ở dòng hồ đây. Quay hũ cũng rất nhiều thể loại quay hũ ngon, anh em có thể vào đây tham gia kiếm lũ online như bóng. Online đây như bóng là casino và số hay sport đây là bóng anh em nhé. Để chơi thì khi vào game sẽ nhận gift code tuần thủ chạy game từ 10k đến 88k. Em chỉ pen một ít thôi là em lụn lúa rồi, game bị đạp rút cực kỳ nhanh này. Hôm nay thì cùng tôi vào bàn tài xỉu MD5 đi. Anh em vào đây tham gia kiếm lúa anh em nhé. 9 này. Đầu tiên mình có bên tài đã, đa phần thì em mình theo tài thế này này. Ok, 3, 4, 5 này, hút luôn tay đầu tiên này em ơi. Hút luôn tay đầu tiên này. Ok. Thì game này thì cũng khá là nhiều đông đảo em tham gia kiếm lũ tại đây. Em có thể thấy anh em 14 ván liên tiếp này, 14 này, 9 này. Nên đây, khá là nhiều anh em vào đây tham gia kiếm lũ và đã về bờ thành công. 12, 8, 20, tại này tài tiếp này anh em ơi. Sau này thì mình sẽ bêm tài tiếp này anh em ơi. Thì phương pháp này cực kỳ đơn giản, chỉ là phương pháp cộng thôi, rất cực kỳ là nhanh để em có thể tham gia kiếm lũ này. 613 về xỉu này anh em ơi, không sao hết anh em nhé. Tiếp tục nào. 19 này. Là mình sẽ thêm pep tài thì xem là ok không anh em nhé. Ok chưa? Thì anh em mình xem video của tôi, anh em nào muốn tải tới game tạo web thì có thể bấm ngay theo đường link bên dưới. Kích vào đấy tại game về thôi, hút luôn cho em tay tiếp theo này anh em ơi. 653. Thì đây, phương pháp cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần cộng cho mình là cộng điểm cuối này, cộng với điểm mã cuối phiên này, 14 này, cộng 0 là 14 này, số chẵn này. Đây số chẵn này thì nó về số chẵn này thì nó về xỉu thôi. Thì số chẵn này mình về tài thôi. Đấy, mình cứ đi từ từ đây anh em ạ nhé. Không thì chỉ phải vội đấy. Chúng ta cứ đi từ từ thôi. Đang hút 3M, vẫn đang hút 3M anh em ạ. Vẫn đang hút 3M mà. Ta cứ từ từ mà chúng ta tận hưởng thôi. Về về tài, về xỉu này. Về xỉu không sao hết anh em nhé. Cứ tiếp tục thôi. 8 ngụ 1 là 9 này. 9 này. 9 lên tài được 9 lên xỉu nhé. 9 là tài 9 lên xỉu anh em nhé. Ôi chưa. Đang ngụ 3M mà anh em cứ yên tâm. Không phải phải lo anh em ạ. Chúng ta cứ từ từ mà chúng ta tham gia kiếm lũ rồi. Đấy, và tới tài xỉu 10 MD5 này, 15 giây này cực kỳ là dễ chiến thắng cho anh em được chưa ạ? Ok, 624 là về tài này, không sao hết em nhé. Vậy thì chẵn là về chẵn về tài. Ok, sao lại từ từ tôi xem nào. 9 và 9 về tài. Tại này tôi kết rồi anh em ạ. Tôi kết anh em ơi. Toàn 3 tay rồi kìa. Toàn 3 tay rồi kìa. Ok 163 này anh em ơi, húp nhá. 163 này. Húp cho mình để cho. Để chúng ta cứ từ từ chúng ta tham gia kiếm lũ đấy, không phải gì phải lo cả. Vậy tay vừa lấy thì 12 cộng 12 là 14 là về xỉu thôi. Thì bây giờ 13 này về tài nhá. Anh em cộng cho mình là 13 này, 13 nữa về tài. Thì chắc cũng có thể là nó đang bẻ theo cái kiểu là đang bẻ theo cái kiểu là chạy 1-1 đấy anh em ơi. Hãy tay theo, tay không theo, tay theo, tay không theo đấy anh em ơi. Hoặc là chẵn thì bắt xỉu mà nẻ thì bắt tài đấy anh em ạ. Đấy 461 này hút luôn tài này anh em ơi. Ok. Anh em cứ từ mà chúng ta tham gia kiếm lúa thôi, không phải gì phải floor cả. Thì bây giờ nó đang là chẵn thì bắt xỉu mà nẻ bắt tài. Đấy. Đây em có thể thấy là 13 thì vừa mình bắt tài rồi. Thì giờ 10, 14 này, 15 này. 4 cộng với 11 là 15. 15 này cũng có thể tài tiếp này. 711 đấy. Chúng ta cứ đi theo đúng phương pháp của nó đi. Đấy, chúng ta đôi khi thì nó sẽ bẻ thì anh em mình. Chúng ta cái này thì chúng ta cứ vào đều tay thôi. Đấy, vào đều tay nhá. Lụng ngay 10M rồi anh em ơi. Lụng ngay 10M rồi anh em ơi. Lụng 10M rồi, lụng cho anh em mình 3 này. 4 này 5 tay rồi. 5 tay rồi anh em ạ, xem nào.
Cái tỷ lệ mà tôi lụm là bao nhiêu tay rồi? Lụm 5 ván rồi. 5 tay rồi, 12 cộng với 10, 12 cộng với 5 là 17. 17 này thì số chẵn, 17 thì số chẵn thì mình sẽ bắt tài. Đấy, ok chưa? Em cứ từ từ mà pe mà chúng ta luôn là giành chiến thắng. Chúng ta phải linh hoạt ở trong cái lối chơi em nhé, linh hoạt ở trong cái lối chơi. Được chưa? Đây là mình đã lụm 8M rồi em ạ, lụm 8M. Nói chung là mình cũng xin phép mình nghỉ rồi em ạ. Thì ở đây em bảo anh em mình linh hoạt trong những cái lối chơi, cũng có thể là lúc gọi là chạy chẵn đi bắt xỉu mà để bắt tài, mà cũng có thể có những cái lúc mà nó sẽ con trước thì mình số lẻ đấy thì mình đã bắt tài rồi, thì số sau thì mình bắt xỉu đấy, nó cứ linh hoạt như vậy thôi. Thì chúc tất cả anh em mình thành công tham gia kiếm bút tại đây. Hôm nay mình lụm 7M, 8M là mình nghĩ thôi em ạ, thì mình cũng như vậy thôi, hàng ngày thì mình cũng chỉ lụm khoảng 50M tôi nghĩ thôi đó. Thì chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ và kiếm bút thật thành công anh em nhé. Hẹn gặp anh em video sau, bye bye anh em, chào anh em.